Thật là tuyệt vời khi Minh Đường Tử Vi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đất, làm một được 10, vận may liên tục kéo tới, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chính Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động, thầy Tử Vi báo tin trước về vận số của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch, thần tài trả ơn, ôm lộc đầy nhà, đổi đời đại gia, giàu có nhất vùng thiên hạ. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi thấy rằng cuộc đời của một con người có thể đã được định sẵn từ trước, nó được gọi là tính bất biến của định mệnh. Ví như là không chọn được giới tính khi sinh ra thì cũng sẽ không thể nào chọn thân sinh phụ mẫu hoặc là huynh đệ, tỉ muội, không chọn được đất nước Quý Sửu sinh sống hay quốc tịch. Quý Sửu phải mang tất cả những thứ tưởng chừng ngẫu nhiên đấy lại là sự định trước của số phận đường đời, vì ta không có quyền lựa chọn nên nó là định mệnh. Số mệnh lại là một thứ có khả năng biến đổi, chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn, chúng ta cũng hoàn toàn có khả năng thay đổi, có khả năng đi theo những gì mình mong mỏi. Ví như gia cảnh không giàu có, quý vị, cô bác anh chị có thể chọn chăm chỉ, cần cù để nỗ lực đi lên, mong một cơ hội đổi đời giàu sang. Tình cảm không nồng thắm, Quý Sửu có thể lựa chọn bao dung hoặc là thay tâm đổi tính để bình hòa bên nhau, mà sẽ không có chuyện định trước sẽ nghèo, cũng không có chuyện định trước sẽ cô độc, khổ đau, tất cả thì đều là sự lựa chọn của bản thân trước những ngã rẽ hay biến cố của cuộc đời dưới sự tính toán. Khi vận niên, cung mệnh, các chòm sao cung mệnh các bậc thầy tử vi học, chiêm tinh học đã hợp lực tiết lộ một phát hiện chấn động rằng, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch, thần tài trả ơn, ôm lộc đầy nhà, đổi đời đại gia, giàu có nhất vùng thiên hạ. Vậy, hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Thưa quý vị Quý Sửu 1973 thân mến, chúng ta cứ cười, nhưng mà vẫn cứ đau, cứ vui, nhưng cứ chán nản, cứ thể hiện cá tính mà trống rỗng ở tận sâu, cứ làm cái phải làm cái cần làm, nhưng chẳng có nổi động lực mà phấn đấu, trường kỳ, người đời nghĩ ta cả thèm chóng chán, đứng núi này trông núi nọ nào có, hay là trong tâm tư là bầu trời giông tố, là biển đời nghĩ suy. Người xưa họ có câu ca dao rằng, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Trên đời này, mỗi cuộc đời mỗi con người lại mang một câu chuyện, một số mệnh khác nhau, thế nhưng, cô bác anh chị đã bao giờ tự hỏi rằng tại sao có rất nhiều người hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó lại phải chịu vất vả, khổ nhọc cả đời, làm mãi vẫn chẳng đủ ăn, càng ngày chỉ thấy nhiều khoản nợ. Trong khi đó, có người sinh ra đã ngập trong giàu có người thì chỉ an nhàn mà tiền bạc vẫn phù phê, sung sướng, chẳng cần lo nghĩ điều gì cả. Khi nghe luật nhân quả và luận lá số tử vi cuộc đời của 12 con giáp, thầy tử vi học nói rằng, những ai trước giờ vẫn luôn sống trong đau khổ, bởi có làm mà chẳng có ăn thì hãy tin rằng, ông trời không để cho người thực sự cần cù, chăm chỉ phải chịu thiệt thòi được đâu, cũng như Quý Sửu vậy. Cuộc đời có nhiều trầm lặng và chỉ sôi động từng lúc suốt cuộc sống, không bao giờ có được những giây phút ngợi nghĩ về tinh thần, hoàn cảnh, làm cho cuộc đời cũng có nhiều đau xót, khổ tâm, những ý tưởng hưởng thụ bởi vật chất không làm cho con người được hoàn toàn đầy đủ, hay ít ra cũng thanh thản về tinh thần. Đời sống ở vào một tình trạng đặc biệt, tuy có đôi phần thoải mái, nhưng không thời gian nào được lâu bền vì mạng số ở trong một cung kỳ dao động mãnh liệt, tuổi nhỏ đa đoan, tuổi lớn lại nhiều lo lắng, không bao giờ được yên chí mà hưởng thanh nhàn. Tóm lại, cuộc đời ở vào bỏ tình trạng như một trận cuồng phong, gió bão luôn luôn có trong cuộc đời mình và ít khi được sóng lặng, gió yên. Nam Quý Sửu 1973 cần chủ động như mặt trời, tức tự tỏa ánh sáng, chiếu rọi khắp xung quanh, cần xông xáo, dũng cảm, quên đi những sợ hãi do thất bại, sốc lại bản thân sau những ứ trệ năm vừa rồi. Ngoái lại một chút, nhìn lại bản ngã,
trách cái việc mình từng quá ngạo mạn mà thua thiệt, nhiều khi lại nhớ lại một xíu, nhìn lại bản tâm, xem lại bản thân, người yêu thương và trân trọng. Rồi bước một bước thật kiên định ra khỏi cái vòng cũ kỹ an toàn, quen thuộc, cho dù là có thể làm một bước nhỏ, nhưng cũng có khi là một viên gạch đầu của một tòa lâu đài tráng lệ. Với người nữ mệnh Quý Sửu 1973 thì lại cần phải nhu hòa như mặt trăng, tức phản chiếu lại ánh sáng ở vạn phía xung quanh. Cho dù Quý Sửu có làm gì trong năm này cũng nên có một người đồng hành. Hiếm lắm mới có một nữ Quý Sửu 1973 có thể làm việc chung với Quý Sửu, nên đừng bận tâm nếu Quý Sửu phải làm việc với người ngoài, có thể là Quý Sửu bè, cũng có thể là tri kỷ hoặc những đối tác mình từng hợp cảnh hợp duyên trao đổi, lắng nghe, lập kế hoạch cụ thể rồi hiện thực hóa những dự định của Quý Sửu trong năm này. Lại cần lưu ý, Quý Sửu bè có năm chữ kẻ thù cũng vậy, nên khi Quý Sửu lựa chọn đối tác, cần có trách nhiệm và đặt tâm trí vào quyết định của bản thân. Không vì hợp chơi mà ngó như bản thân mình không mưu kế, mà nghĩ thiên hạ này đơn giản, toàn người tốt xung quanh. Đôi khi có thể công việc của Quý Sửu không mang tính chất khởi nghiệp, nhưng Quý Sửu vẫn cần một người để phò trợ, giúp đỡ, đồng hành mà phát triển trong năm này. Sự hy sinh của Quý Sửu cho thế giới xung quanh những năm vừa rồi đã đủ rồi, trông chờ việc Quý Sửu có thể tập trung vào bản thân trong cái thời điểm quan trọng của sự thay đổi này. Theo tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Sửu, Minh Đường tử vi thấy vận khí của con giáp này khó tránh một số thăng trầm, có phát triển nhưng đồng thời cũng sẽ phải đương đầu với không ít khó khăn do hung tinh quấy nhiễu, nguyệt lệnh lâm quan đới xuất hiện. Điều này sẽ tạo khí thế bừng bừng, tuổi Quý Sửu có tham vọng và cả sự quyết tâm hoàn thành các kế hoạch công việc với mong muốn gặt hái càng nhiều thành tích càng tốt. Tuy nhiên, khối lượng công việc tăng và áp lực kèm theo là không nhỏ, Quý Sửu chớ vội lo lắng vì kèm theo đó là nhiều cơ hội cho sự nghiệp. Chủ động nắm bắt sẽ giúp Quý Sửu thành công dễ dàng hơn, vận may tài chính không phải không có, nhưng tình hình chung vẫn còn nhiều biến động. Rất có thể trong thời gian này Quý Sửu chưa có được thu nhập xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Mặc dù Quý Sửu có thể rất sốt ruột, nhưng mà vạn sự khởi đầu nan, cho nên kiên nhẫn hơn mới mong nhìn thấy trái ngọt. Thời điểm này, Minh Đường tử vi thấy Quý Sửu cần chú ý hơn đến việc tiêu dùng và quản lý tài chính, tránh lãng phí, để tài vận của Quý Sửu trở nên suôn sẻ hơn. Trong chuyện tình cảm, tuổi Quý Sửu gần như không có gì phải lo lắng, các mối quan hệ êm đềm, nhờ đó Quý Sửu có thể yên tâm tập trung vào sự nghiệp cá nhân. Sức khỏe của Quý Sửu trong thời điểm từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch nên được lưu tâm nhiều hơn trong những ngày này, cơ thể Quý Sửu có thể gặp một số vấn đề nhỏ cần được chăm sóc kịp thời. Đồng thời, Quý Sửu lúc này cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống và tập luyện, duy trì thói quen sinh hoạt tốt để cơ thể khỏe mạnh hơn. Tóm lại, trong khoảng thời gian từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch, tuổi Quý Sửu sẽ có nhiều biến động trong vận trình của mình. Sự nghiệp có cơ hội phát triển nhưng cũng gặp nhiều khó khăn do hung tinh quấy nhiễu, tài chính không mấy khả quan, thu nhập chưa xứng đáng với công sức bỏ ra. Về tình cảm, tuổi Quý Sửu khá êm đềm, không có nhiều trục trặc, sức khỏe cần được quan tâm nhiều hơn, chú ý chế độ ăn uống và tập luyện để duy trì thể trạng tốt. Tiếp theo chương trình, Minh Đường tử vi sẽ gửi đến quý vị về bài luận giải về vận trình tử vi chi tiết trong 2 tuần còn lại của quý vị Quý Sửu diễn biến ra sao, cũng như cẩm nang vượng vận như thế nào, thì quý vị hãy chú ý lắng nghe và đừng bỏ lỡ thông tin quan trọng nào nhé. Đầu tiên là tử vi tuần thứ 3 trong tháng 4 âm lịch cho thấy, tuổi Quý Sửu âm lịch tuổi này được dự báo phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Vận trình tháng mới có thăng có trầm đòi hỏi Quý Sửu phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có nguyệt lệnh lâm quan đới hỗ trợ, nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao nên con giáp này vẫn phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm này, Quý Sửu vì thế tốt nhất nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. Vì là tháng mà Quý Sửu dồn hết tâm tư, huyết lực cho công việc, cho nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, hiệu suất có tốt. Hãy không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của Quý Sửu, đừng vì ham công mà ôm đồm nhiều thứ, vì Quý Sửu sẽ không thể làm xuể. Tuần này, Quý Sửu chịu tác động bất lợi từ hung tinh thái tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh, xuất hiện điểm báo có thể bị ganh đua, ghen ghét, đặt điều, thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó, Quý Sửu càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa. Quý Sửu có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết, gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, vì công sức mà Quý Sửu bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu có thể kiên trì tới cuối tháng, Quý Sửu sẽ được đền đáp và nhận những lời khen từ cấp trên, có thể Quý Sửu còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa đấy. Tuy nhiên, tín chủ hãy cẩn trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình,
không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 4 âm của 12 con giáp âm lịch cho thấy, tuy công việc vẫn còn nhiều mối lo, toàn sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của quý Sửu. Quý Sửu cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình, nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn ổn và đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình trong thời điểm này. Với đủ chuyện phải lo này, tuần này, cho dù quý Sửu không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng tình hình tài chính không quá ảm đạm. Cũng bởi quý Sửu luôn có những khoản tích lũy dự phòng, cho nên kể cả không có khoản thu đáng kể vào trong tháng này, thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quý Sửu. Tới cuối tuần, người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương thường đổ về túi. Tình hình khó khăn sẽ được giải quyết phần nào, quý Sửu lúc này cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các kế hoạch cho tương lai. Với người kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong cả tuần thứ 3 tháng 4 âm, đòi hỏi quý Sửu phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp, có như vậy, lợi nhuận mới đổ về túi. Song tuổi quý Sửu cũng đừng vội ra những quyết định đầu tư vội vàng, cho dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập, nhưng vẫn phải đợi thời điểm thích hợp hơn, quý Sửu lúc này nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Tuy nhiên, đại hoa hung tinh xuất hiện cho thấy quý Sửu tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình, nhu cầu cuộc sống có nhiều thứ phải sắm sửa. Nhưng đừng quên kinh tế của quý Sửu vẫn cần phải cố gắng nhiều, nên chưa thể phung phí ở thời điểm này, làm ăn hùn hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa gạt. Thời điểm này, tuần thứ 3 tháng 4 âm cũng là khoảng thời gian khá bận rộn của quý Sửu. Cũng chính vì lý do đó mà con giáp này có thể không có thời gian để vun vén cho chuyện tình cảm cá nhân, mối quan hệ nguội lạnh, vợ chồng dễ có sự xa cách. Những khúc mắc trong công việc cũng khiến trạng thái tinh thần của quý bạn trở nên rất nhạy cảm. Nếu không kiểm soát được cảm xúc của mình mà cáu giận vô lối, sẽ khiến mối quan hệ tình cảm khó bền vững. Đặc biệt với người đã kết hôn, quý Sửu 1973 lúc này nên cố gắng giữ gìn hòa khí để đón một tuần thật ấm cúng trong tuần thứ 3 tháng 4 âm này. Sức khỏe của quý Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Bước vào tuần thứ 3 tháng 4 âm, thổ khí cực vượng khiến thể trạng và tinh thần quý Sửu trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến quý Sửu dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục, thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ, nếu quý Sửu không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Tóm lại, tử vi tuần 3 tháng 4 âm lịch của tuổi quý Sửu dự báo nhiều biến động trong công việc, đòi hỏi sự thận trọng và nỗ lực. Quý Sửu nên tập trung hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tránh ôm đồm nhiều thứ, vận trình tài chính ổn định, đủ chi tiêu nhưng không nên đầu tư vội vàng. Tình cảm có thể nguội lạnh, vợ chồng dễ xa cách do bận rộn công việc, sức khỏe cần được quan tâm, tránh bỏ bê chăm sóc cơ thể. Và quý nhân là Tý và Tỵ, tiểu nhân là Tuất và Ngọ. Màu sắc may mắn là đen và đỏ. Con số may mắn là 65, 84, 93, 78. Cuối cùng là tử vi tuần thứ 4 trong tháng 4 âm lịch. Tử vi tuần cuối tháng 4 âm của 12 con giáp âm lịch, Minh Đường tử vi thấy rằng đây cũng chính là điều mà con giáp tuổi quý Sửu để lại ấn tượng với mọi người, đó là sự tử tế của mình. Nhờ thế mà việc làm ăn của quý bạn ở thời điểm này cũng thuận lợi hơn, nhất là những ai đang làm chủ doanh nghiệp thì sẽ gặt hái được không ít thành công. Tuổi quý Sửu đang khởi nghiệp sẽ khá vất vả trong thời gian này, nhưng bù lại quý Sửu có nhiều niềm vui, có những trải nghiệm mới mà quý Sửu chưa từng nghĩ tới. Với những ai đang làm việc nơi công sở, tuần cuối tháng 4 âm này càng thêm căng thẳng hơn vì là sẽ có nhiều hạng mục cần phải hoàn thành trong thời gian ngắn. Lúc này, quý Sửu chỉ cần chia nhỏ những nhiệm vụ của mình ra và tập trung xử lý một cách hiệu quả mà thôi. Tuổi quý Sửu chỉ chăm chỉ làm ăn, không quá nghĩ ngợi lung tung nên chẳng mấy khi nghi ngờ ai cả. Tuy nhiên, có những kẻ đang lợi dụng sự thật thà của quý Sửu đấy, cho nên lúc này, quý Sửu 1973 cũng nên tỉnh táo hơn nhé. Nhất là khi kiếp tài xuất hiện trong tháng 4, thì quý Sửu phải hết sức thận trọng, không được xem nhẹ những lời mọi người xì xào, vì có thể đó là một thông tin đáng tin cậy và cần quý Sửu tự mình đi xác minh. Và quý Sửu cũng được nhắc nhở giữ thái độ tỉnh táo, thực tế hơn khi đối diện với những thay đổi của môi trường sống. Nếu có khó khăn thì cứ xin trợ giúp, vì mọi người rất nhiệt tình, hãy cho người khác cơ hội để giúp đỡ quý Sửu. Tử vi cát tinh mang tới không ít tài lộc cho con giáp tuổi quý Sửu trong tuần cuối tháng 4 âm. Nhất là những ai đang kinh doanh thì doanh thu tăng vượt trội trong thời gian ngắn, khi quý Sửu biết tập trung lợi thế của doanh nghiệp mình. Nhiều tuổi này thực hiện được những quyết định liên quan đến tiền bạc rất táo bạo, thậm chí có người có tin vui liên quan đến bất động sản sau khi tích góp được tiền, cộng thêm việc vay mượn một ít từ người thân. Tuy nhiên,
Với những ai đang nỗ lực mà chưa có được kết quả như ý thì đừng vội buồn. Quý Sửu lúc này không nên quá xem trọng yếu tố vật chất, gây áp lực cho bản thân một cách thái quá. Quý Sửu nên nhớ rằng, vì hiếm khi có lộc từ trên trời rơi xuống, nên Quý Sửu đang phải tự lực cánh sinh. Thế nên thành quả đến muộn cũng là chuyện dễ hiểu, lúc này đòi hỏi Quý Sửu phải thực sự kiên nhẫn hơn nhé. Hiện tại thì Quý Sửu 1973 lúc này đang tận hưởng hành trình của mình, đến đích có muộn một chút thì cũng đừng vì thế mà nản lòng. Ngũ hành tương sinh tương trợ cho chuyện tình cảm đôi lứa hứa hẹn, Quý Sửu sẽ có được những nấc thang mới. Xét về sức hấp dẫn của 12 con giáp, Minh Đường Tử Vi thấy rằng quý bạn không phải là người quá thu hút là đó, nhưng bù lại Quý Sửu có đức tính đáng tin cậy, biết lắng nghe, nhờ biết lắng nghe và cùng đồng hành trong thời gian dài, cho nên Quý Sửu và một nửa của mình có thể gia tăng kết nối, thấu hiểu nhau nhiều hơn bao giờ hết, người đã có gia đình có thể có tin vui về con cái trong tuần cuối tháng tư âm này. Tử vi tuần cuối tháng tư âm còn nhắc nhở rằng, công việc càng thuận lợi thì quý bạn càng dễ bị cuốn vào đến nỗi quên đi việc chăm sóc bản thân. Tuần này có lời khuyên là quý bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, thời điểm này khí ở gần cũng suy yếu, cần chú ý bổ gan, dưỡng thận, hãy cố gắng đi ngủ sớm, ngủ càng muộn thì gan làm việc càng vất vả mà cũng không hiệu quả. Tóm lại, tử vi tuần cuối tháng 4 âm lịch của tuổi Quý Sửu cho thấy là sự tử tế của con giáp này sẽ giúp việc làm ăn thuận lợi hơn, đặc biệt là những ai đang làm chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, những người làm công sở sẽ có nhiều căng thẳng do phải hoàn thành nhiều hạng mục trong thời gian ngắn, Quý Sửu nên cẩn thận với kiếp tài xuất hiện trong tháng 4. Không nên xem nhẹ những lời bàn tán vì có thể đó là thông tin đáng tin cậy, Quý Sửu cũng nên giữ thái độ tỉnh táo thực tế hơn khi đối diện với những thay đổi của môi trường sống. Về tình cảm, Quý Sửu và một nửa của mình có thể gia tăng kết nối, thấu hiểu nhau nhiều hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, công việc thuận lợi cũng khiến Quý Sửu dễ quên đi việc chăm sóc bản thân, vì vậy nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Và quý nhân là Tỵ và Dậu. Tiểu nhân là Tý và Tỵ. Màu sắc may mắn là trắng và đỏ. Con số may mắn là 53, 62, 89, 74. Quý vị cô bác anh chị đang xem nội dung Thầy Tử Vi báo tin trước về vận số của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch, thần tài trả ơn, ôm lộc đầy nhà, đổi đời đại gia, giàu có nhất vùng thiên hạ. Tiếp theo, Minh Đường Tử Vi thấy những ngày sinh đại cát của tuổi Sửu là những ngày sinh khác mà ẩn chứa bí mật về vận thế của con giáp này. Vậy, hãy cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo những ngày sinh đại cát nhất của con giáp này quý vị nhé. Tuổi Sửu sinh ngày 11 âm lịch thì có cách cư xử quyết đoán, can đảm và dũng mãnh, số phận thiên về khuynh hướng chậm rãi, vững chắc và ổn định, không giàu lên một cách nhanh chóng nhưng ung dung lâu dài hơn hẳn. Người khác tuổi Sửu sinh ngày 13 âm lịch, trời sinh có phúc, có lộc, được người khác yêu mến và kính trọng, cuộc đời gặp nhiều quý nhân, có hy vọng thành công, gia trạch hưng vượng, con cái đông đúc và ngoan ngoãn. Và một trong những ngày sinh đẹp của tuổi Sửu là ngày 20 âm lịch, báo hiệu con người thiện lương, chân thành, nhân duyên vượng, kinh doanh có lộc, sự nghiệp phát đạt, tài lộc không cần phải nghĩ ngợi. Tuổi Sửu sinh ngày 26 âm lịch, tính tình phóng khoáng, hoạt bát, lạc quan, làm việc công chính, biết hãi bản thân để giúp đỡ người khác, có tấm lòng chân thành, số vinh hoa phú quý. Tuổi Sửu sinh ngày 27 âm lịch thì có một đời trung hậu, tốt bụng, giữ lễ nghĩa, có chí tiến thủ, phóng khoáng, hào hùng, ít phải lo nghĩ sầu muộn, là số vô ưu sướng vì biết đủ và không ham làm giàu bất chính. Kính thưa quý vị, một tác giả từng nói rằng nụ cười có thể hàn gắn mọi thứ, còn sự tức giận có thể giết chết hàng triệu điều. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại, con người lại rất dễ nổi giận và không thể kiểm soát được bản thân. Ngày nay, con người thường dễ dàng nổi nóng và thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc. Chỉ cần gặp phải một vấn đề nhỏ, họ cũng dễ dàng bùng nổ cơn giận. Điều này dẫn đến tình trạng xã hội khó tìm thấy sự bình yên. Sống trong môi trường căng thẳng như vậy, cảm giác hạnh phúc của con người cũng ngày càng giảm sút. Xin chào, tôi xin đưa ra một ví dụ nhỏ để minh họa cho vấn đề này. Hiện nay trên đường phố, chúng ta có thể thấy cảnh người người, xe cộ đi lại tấp nập. Tuy nhiên, do đạo đức của con người không theo kịp với tốc độ phát triển của giao thông, nên rất nhiều người mắc phải hội chứng cáu gắt đường phố. Khi tham gia giao thông, chúng ta dễ dàng nhận thấy một số hiện tượng không mấy tích cực. Người điều khiển phương tiện thường không tập trung quan sát mà mải sử dụng điện thoại. Người đi bộ thì phàn nàn về việc người lái xe không cẩn thận, không nhường đường, trong khi người điều khiển phương tiện cũng chỉ trích lẫn nhau về những hành vi như dừng giữa đường, chạy chậm hoặc vượt xe không đúng cách. Điều này dẫn đến bầu không khí căng thẳng và thiếu sự tôn trọng lẫn nhau khi tham gia giao thông.
Bản tính nóng giận của con người rất dễ dẫn đến xung đột. Tục ngữ có câu, lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một lúc sóng yên gió lặng, có nhẫn mới an. Nhưng con người hiện nay đa phần là tâm địa hẹp đẹp hòi, không thể nhẫn được, không thể nhường nhịn được. Trong môi trường công sở, đôi khi chỉ vì những bất đồng quan điểm nhỏ mà các đồng nghiệp có thể xảy ra tranh cãi, thậm chí là thù hận lẫn nhau. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ cá nhân mà còn có thể tác động tiêu cực đến hiệu quả công việc. Tương tự như vậy trong kinh doanh, sự cạnh tranh giữa các đối thủ có thể dẫn đến những cuộc chiến khốc liệt, thậm chí là bất chấp cả đạo đức và pháp luật. Điều này không chỉ gây tổn hại cho các bên liên quan mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thị trường. Đằng sau những xung đột này thường là sự bảo vệ cho cái tôi cá nhân. Con người ta thường cảm thấy oan ức, mất mặt hoặc nhục nhã khi bị xúc phạm hoặc bị đối xử bất công. Chính vì vậy, họ cần phải lên tiếng để bảo vệ danh dự của mình, thậm chí là phải phân định thắng thua. Tuy nhiên, trong môi trường chuyên nghiệp, chúng ta cần phải biết cách kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình. Thay vì để những xung đột cá nhân ảnh hưởng đến công việc, chúng ta nên tập trung vào mục tiêu chung và tìm cách giải quyết vấn đề một cách tích cực và hiệu quả. Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, cuộc chiến thành Troy được kể lại như một câu chuyện bi kịch, bắt nguồn từ sự tranh chấp giữa hai người đàn ông về một người phụ nữ, tên là Helen. Sự kiện này cho thấy, tâm lý cạnh tranh và ganh đua của con người có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Có người cho rằng nhẫn nhịn là thể hiện của sự nhu nhược, cho nên phải vùng lên tranh đấu, kỳ thực tranh đấu mới là không vượt qua được chính bản thân mình. Người có thể nhẫn nhịn không phải là người nhu nhược, mà là thể hiện của ý chí mạnh mẽ và phẩm chất cao thượng. Người có phẩm chất cao thượng không nhận thức giống như người bình thường. Họ có thể khống chế những cảm xúc tiêu cực của bản thân bằng ý chí mạnh mẽ. Tôi có biết một người như vậy, bà ấy thực sự có thể nhẫn nhịn trong mọi hoàn cảnh. Gặp chuyện không vừa ý vẫn luôn vui vẻ suy nghĩ khoáng đạt. Bà ấy có thể đối mặt với mâu thuẫn trong cuộc sống bằng tâm thái lạc quan, cuối cùng hóa giải được mâu thuẫn theo chiều hướng tốt lên. Một lần, con rể và con gái bà cãi nhau, con rể tỏ thái độ rất hung hăng, không kiềm chế người bình thường, hẳn sẽ phải làm cho ra nhẽ với con rể, bênh vực cho con gái mình. Nhưng bà ấy đã nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, tìm ra nguyên nhân gây tranh cãi mà không thiên vị bên nào, vừa an ủi con gái, vừa giáo dục con rể. Bà đã chỉ ra thiếu sót của con gái một cách có thiện ý. Cuối cùng, con gái bà nhận ra vấn đề của mình và làm hòa với chồng. Gia đình bà đã tránh được một cuộc ly hôn không đáng có. Con trai bà đi làm xa bị người ta lừa tiền, cầu cứu khắp nơi nhưng thân cô thế cô không ai giúp đỡ. Bà khuyên con trai hãy chịu thiệt làm phúc, cò cho con ít tiền để làm lại từ đầu. Chồng bà tính tình nóng nảy và luôn cay nghiệt với bà cũng không để trong tâm, luôn nói với mọi người rằng chồng mình là người tốt, chỉ á khẩu chứ bản chất lương thiện. Có thể có người cho rằng người nhẫn nhục như vậy thật quá ngốc, nhưng nhìn từ một góc độ khác, con người ai cũng phải đối mặt với những phiền phức trong cuộc sống, nóng giận, tranh đấu chỉ khiến bản thân càng thêm đau khổ chứ chẳng thể thay đổi được gì. Người có tấm lòng quảng đại không tính toán được mất, hơn thua mới có thể khéo léo thoát khỏi mâu thuẫn, gặp dữ hóa lành. Quý cô bác anh chị quý sư thân mến, con người luôn có những dấu mốc quan trọng trong đời, vậy đến độ tuổi 50 người ta cần nhất là điều gì? Tuổi 50 của sự chín chắn, tuổi thiếu niên cũng là tuổi học trò, khi ấy các lý tưởng sống còn chưa định hình, chúng ta vẫn chỉ là những cô bé, cậu bé mộng mơ trong lòng, ngập tràn hình ảnh của các nhân vật anh hùng, tài tử siêu nhân trên sách báo, phim ảnh, có những lúc ta mơ làm công chúa, lại có lúc ao ước được trở thành dũng sĩ có võ công cao cường. 20 tuổi là quãng thời thanh xuân ngắn ngủi với biết bao đam mê, hoài bão về tình yêu đôi lứa, về những tiện nghi vật chất, ham thích khám phá những điều mới lạ của thế giới bên ngoài. Những xúc cảm này đã chi phối phần lớn thời gian của lứa tuổi đôi mươi. 30 tuổi là độ tuổi đạt được sự chín chắn trong suy nghĩ, tính cách và công việc, nhưng đây cũng là nhóm tuổi chịu gánh nặng và sức ép lớn về mưu sinh, về trách nhiệm với cuộc sống gia đình. Những gánh nặng ấy giống như từng cơn sóng nối nhau, đè nặng lên đôi vai và khiến chúng ta mệt nhoài. Tâm trí ở độ tuổi này chúng ta thường mong ước đạt đến đỉnh cao của tiền tài, địa vị. Một số người cho rằng ở 30 tuổi mà chưa thành công, hãy chưa tìm ra được hướng đi cho bản thân thì cũng đồng nghĩa với thất bại. 30 tuổi mà chưa lập gia đình thì sẽ rất khó có được ý trung nhân như ý, sẽ phải sống như giá áo túi cơm mà qua nốt nửa quãng đời còn lại. Nhưng với suy nghĩ như thế họ đã tự định ra tương lai ảm đạm cho mình. Người không có chí thì sao làm nên sự nghiệp được? 50 tuổi là độ tuổi của sự chín chắn, trí tuệ, kinh nghiệm và trầm tĩnh, cũng đã định hình được lý tưởng sống cho riêng mình. Khi ấy chúng ta không còn suy nghĩ và hành động bồng bột theo bản năng như tuổi đôi mươi mà đã thể hiện ra sự trầm tĩnh và lý trí. Tuổi 50, con người có sự chuyển hướng tới một diện mạo và tính cách điềm đạm, từ tốn, thể hiện vốn sống và kinh nghiệm nhưng vẫn không ngừng học hỏi, sáng tạo trong công việc.
sau tuổi 50, không rơi vào cảnh thê thảm, tự điều khiển cuộc sống của mình, chúng ta cần làm những điều sau đây. Đừng nhồi nhét quá nhiều thứ vào cuộc sống, thực ra chỉ cần ngẫm nghĩ kỹ sinh mệnh của một người, nói dài cũng chẳng phải dài, bảo ngắn cũng chẳng phải ngắn, chẳng ai biết cuộc sống rồi sẽ xảy ra chuyện gì, chính vì thế, đừng lãng phí thời gian quý báu và những con người. Những sự việc mà chúng ta không đáng bận tâm, một khi để họ bước vào cuộc sống của mình, họ sẽ chỉ khiến sinh mệnh của chúng ta gặp phiền phức. Sau tuổi 50, người muốn rời xa ta cứ để họ đi, đừng níu kéo trong cuộc đời. Chúng ta thường kết giao với không ít người, theo thời gian, chúng ta đặt họ ở một vị trí nhất định trong tim, hoặc là quý sửu, hoặc là người yêu họ, đều khiến quý sửu cảm thấy có thể tin cậy và yên tâm. Thế nhưng cùng với dòng chảy thời gian, quý sửu có thể sẽ phát hiện người thực sự bên quý sửu có lẽ chẳng nhiều đến thế, và nếu có người quyết định rời xa quý sửu, rồi sẽ có người đến lấp chỗ trống cho vị trí đó. Cổ nhân có câu, người đến ắt sẽ đến chẳng ngăn được, mà người muốn đi ắt sẽ đi cũng chẳng giữ được. Chúng ta tốt nhất nên thuận theo tự nhiên và nên tin rằng sẽ luôn có một vài người luôn thường trực trong cuộc đời mình. Sau tuổi 50, nên coi trống rỗng cũng là một nghệ thuật sống. Trống rỗng có thể tháo nút thắt công danh, có thể dỡ bỏ gánh nặng của lợi lộc là trạng thái để ta. Chúng ta có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống, là buổi đêm ngập tràn hương thơm mà sinh mệnh trao cho con người. Sau tuổi 50, không nên làm cho cuộc sống dày kín các kế hoạch, hãy lịch trình, dù làm gì cũng cần giữ cho mình chút không gian để bản thân có thể thong dong, xoay chuyển, làm những gì mình thích. Sau tuổi 50, nên hiểu nhân sinh là một cuộc gặp gỡ, gặp người yêu mình hãy học cách cảm ơn, gặp người mình yêu hãy học cách cho đi, gặp người mình ghét hãy học cách tha thứ, gặp người ghét mình hãy học cách xin lỗi, gặp người đánh giá cao mình hãy học cách tươi cười và nhận về sự ghi nhận đó. Gặp người mình đánh giá cao hãy học cách tán dương và dành cho họ lời khen. Gặp người đố kỵ mình hãy học cách hạ thấp bản thân. Gặp người mình đố kỵ hãy học cách thay đổi suy nghĩ. Gặp người không hiểu mình hãy học cách giao tiếp. Gặp người mình không hiểu hãy học cách tìm hiểu và thấu hiểu. Kính thưa quý cô bác anh chị, và trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết từ nội dung Thầy Tử Vi báo tin trước về vận số của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch, thần tài trả ơn, ôm lộc đầy nhà, đổi đời đại gia, giàu có nhất vùng thiên hạ, đến từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải. Mong quý vị thông cảm hoan hỷ, đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý vị Quý Sửu sinh năm 1973 thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng. Tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý vị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý vị Quý Sửu sinh năm 1973 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.